Chắc hẳn quý vị khán giả vẫn còn nhớ trong vòng nhà hát Ngân Hà đã rất là đắn đo về việc có quyết định tiếp tục tham gia chương trình Việt Nam Idol hay không. Thì cho đến giờ phút này, Ngân Hà cảm thấy đó thật sự là một quyết định đúng đắn và cũng là một may mắn của Ngân Hà khi được đứng trên sân khấu của Việt Nam Idol năm nay. Khi mà tham gia vào chương trình Việt Nam Idol thì Ngân Hà xuất hiện trên TV và con gái ở nhà xem và khen mẹ lên hình xinh quá rồi đứng ở trên TV cổ vũ. Tuy là không có mặt ở nhà để chứng kiến cái khoảnh khắc đó, thế nhưng mà nghe người nhà kể lại thì Ngân Hà cũng cảm thấy đấy là một điều rất là hạnh phúc. Lời cuối cùng Ngân Hà muốn gửi tới các bạn thí sinh còn lại trong chương trình đó là các bạn cứ hát hết mình bằng tất cả cảm xúc và trái tim của các bạn. Hà nghĩ đó sẽ là cầu nối ngắn nhất để đến với trái tim của tất cả quý vị khán giả. Là chẳng hối tiếc vì trái tim em không anh. Chắc chắn là thời gian trải nghiệm cùng với Việt Nam Idol cùng các thí sinh năm nay sẽ là những khoảnh khắc mà Ngân Hà không bao giờ quên được. Tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta, xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống.